Xin chào cả nhà Facebook, bố con tên là Tạ Thành Đạt. Năm nay con 13 tuổi, có học trường Nguyễn Huệ. Con ở lớp 7, ba từ để nói về con là tự tin, hay nói và hay học hỏi. Xin cả nhà cổ vũ cho con. Từ khi con biết tới khóa học siêu với học đường thì con đã biết cách học tăng tốc, vẽ bằng sơ đồ tư duy và luyện số hàng ngày, và con đã có kết quả cao trong học tập. Con từ vị trí 43 lên vị trí 20 của cả lớp. Trong khóa học siêu với học đường có đầy đủ tất cả các bài giảng của cô và thầy giáo. Đó, trong vòng nghiệp lẻ 10 phút, nếu ở lớp con chưa hiểu bài nào thì con có thể về mở đi mở lại xem được. Đặc biệt trong kỳ thi cuối năm vừa qua, con đã học bằng sơ đồ tư duy hình ảnh. Con đã rất thuộc bài và làm bài được. Rồi, mẹ. Rồi, thế bây giờ con đã giới thiệu về bản thân và khóa học sư trí học đường rồi. Bây giờ mẹ thử đọc cho con những cái số ghi trên bảng. Con có thể nhớ được không? Dạ, được. Thế bây giờ mẹ đọc nhé, phản ứng trong vòng 1 giây nhé. Được không? Dạ, không. Không à? Cứ thử đi. Giây. Rồi. 5, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 6, 7, 2, 1, 9, 5, 3, 4, 8, 10, 9, 8, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8, 5, 9, 7, 6, 1, 4, 2, 3, 4, 2, 6, 8, 5, 3, 7, 9, 1, 7, 10, 3, 9, 2, 4, 8, 5, 6, 9, 6, 15, 3, 7, 2, 8, 4. Rồi, hết, bắt đầu em. 5, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 8, 0, 2, 6, 7, 2, 19, 5, 3, 4, 8, 19, 8, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8, 5, 9, 7, 6, 14, 2, 6, 2, 3, 4, 2, 6, 8, 5, 3, 7, 9, 17, 13, 9, 2, 4, 8, 5, 6, 9, 6, 15, 3, 7, 2, 8, 4. Rồi con đọc ngược lại cho mẹ xem nào. 4, 8, 2, 7, 3, 5, 1, 6, 9, 6, 5, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 2, 9, 3, 1, 7, 1, 9, 7, 3, 5, 8, 6, 2, 4, 2, 4, 3, 2, 4, 1, 6, 7, 9, 5, 8, 7, 6, 5, 2, 4, 3, 8, 8, 4, 9, 1, 8, 4, 5, 3, 5, 9, 1, 2, 7, 6, 2, 1, 9,
87 64 35. Rồi, alo, chuẩn. Chào cả nhà. Chào cả nhà.